Và tiếp theo đây sẽ là trận bán kết giữa Việt Nam và đội Trung Quốc. Truyền chưa? Xem rồi, nhưng mà Hay là hãy hãy mặc mâm bánh bao đó. Ok. má thi đấu đây là Úc Liên Kim Phương à, không, thành phố ven suối nè, Không. nó là Rừng gì, Hoàng Hôn. à, Rừng Hoàng Hôn rồi, Trời ơi, cái ok map này nó cũ. Sao nó vào sáng bây giờ gặp 4-5 lần luôn á. đúng rồi. Và đây là cặp thi đấu, các bạn thấy một nhân vẫn là một nhân vật nam, một nhân vật nữ, nhưng Nhưng thật ra là hai bạn là nam. nam. Và thi đấu này thì đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục đứng phía bên tay trái của màn hình. Và các bạn, nếu như mà các bạn nhanh mắt chút xíu, các bạn sẽ thấy bạn nhân vật nam đến từ đội tuyển Trung Quốc, bạn ấy đang sử dụng túi vô tủ thuốc. Kết hợp với bé gì thì Thỏ chưa nhìn ra. Chúng để sớm mình ra thôi. Đó. Vâng. Mầm xanh ạ. Ừ. Vâng, chúng ta đang có một cặp đôi gọi là bé đấu sĩ, đấu sĩ mầm xanh đối với cả đấu sĩ Đấu mầm xanh sĩ gà. mầm xanh và bé gà. Thì thú vị hơn là bạn cầm mầm xanh á thì bạn này dùng cái con gọi là tủ thuốc thì lại cầm Mầm mầm xanh. xanh. Và trong khi bạn kia thì bạn cầm, Tại sao bên này nó thú vị? thì thường là bạn cầm mầm xanh là bạn có thủ cao hơn, còn trong khi tủ thuốc không phải là đối thủ cao Nhanh nhẹn. nhanh nhẹn. Qua tủ thuốc thì thiên về nhanh nhẹn nhiều hơn. Thì nếu là qua tủ thuốc thì nghĩ Và là thật sự nếu qua tủ thuốc thì rất là hên xui thôi, tại vì qua tủ thuốc là một trong những cái qua mà có độ nhanh nhẹn cao và có thể làm cho cái tên nó bị loạn xạ bất kỳ lúc nào. Qua tủ thuốc thì nhanh độ nhanh nhẹn chỉ thua kém qua phi tiêu mà thôi. trong khi đó các bạn cầm lựu đạn á thì bạn lại cầm bé đấu sĩ. Vâng, có thể đổi qua lại như vậy, nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là chỗ rằng là bạn đó đang đứng ở vị trí thuận lợi, vị trí đẹp nhất trong map Hồi sáng thì có một bạn đến từ đội tuyển Hồng Kông, Malay Hồng Kông hay Malaysia, Đồng Công hay Hồng Malay. Kông, Hồng Kông, tại vì bạn ấy sử dụng bom sấm sét, bạn ấy nằm ở vị trí đó, tuy nhiên thì bạn ấy lại quá vội vàng mà lấy bay ngược qua đây để giáp lá cà, bạn ấy rất là hăng, cho nên là đó là vị trí đẹp nhất mà hầu như các tuyển thủ này chúng ta trên mắt bản đồ này chúng ta cũng đáng mơ ước, đó là vị trí rất là khó bắn. Bắn chỉ định có thể do thấy là mình đang bị uy hiếp nên Sơn Hải đang quyết định thêm vô, tức là sẽ bứt hai lần bắn chỉ định. Lần đầu tiên là để giữ cho mình lượng máu, đợi cho đủ ma pháp thì sẽ bắt đầu bước vào khi pháo đài bắn chỉ định lần nữa nếu đến được không. Mà mình có để ý là dường như là mỗi lần mà bạn Sơn Hải muốn up lên kêu bắn chỉ định thì bạn ấy đều đứng ở một vị trí khá là khó chịu trong mắt màn hình để bạn ấy không phải bị bắn trúng, để bạn ấy khỏi bị bò đi chỗ khác. Và lần này có lẽ là rất là thuận lợi bạn ấy, vì chỉ cần một lượt cộng hai thôi thì cái mắt ở phía trước mặt bạn ấy sẽ được phá ra. Và có khi đó Và lại thành một cái pháo đài rất là hay, đúng rồi, giống như là cái trận đấu mà giữa Hoài Nam với bạn nào quên mất rồi, Hoàng Nam, nói chung là tổ đội bạn Hoàng Nam tôi đội học của bạn Hoàng Nam ấy, thì đã có một lần nãy bước một cái vị trí mà bạn là coi như là không thể bắn được, có nguyên một khúc đất phía trước để che. đúng rồi. Và trong trận đấu Trung Quốc này thì chúng ta thấy có một cái gì đó hơi quen thuộc ở chỗ rằng bạn Trung Nhục liên tục bị băng từ đầu đến cuối, và những lượt đam thì đó vào bạn Sơn Hải. Có lẽ là họ đã xem những trận đấu của Việt Nam chúng ta và họ thấy cái sự nguy hiểm của bét gà. Thật sự thì cái điều này thì Thỏ không đoán trước được, tại vì năm 2013 thì đã có một đôi tuyển thủ của đội tuyển Trung Quốc sử dụng bét gà kết hợp với bét mầm xanh. Họ thật sự là một cặp đôi rất là nguy hiểm trong trận đấu, những trận đấu như thế này. Thì Thỏ rất là thắc mắc tại sao hôm nay thì chúng ta lại không gặp lại họ. Và điều mà khiến mà Thỏ thích cái đội đó nữa là trong đội đó có một bạn nữ rất xinh đẹp. Ok. Hiểu mà. Nếu như mà các bạn xem trận đấu năm 2013 tại nhà thi đấu Lạch Miễu thì các bạn có thể thấy là bạn nữ đó rất cực kỳ xinh đẹp, và Cực kỳ xinh đẹp. bạn ấy lại là nữ hoàng cổ động của Trung Quốc, và bạn ấy sao ta? Bạn ấy lại đạt giải nhất của nữ hoàng cổ động. Ồ. Bắn rất hay. Công nhận. Hay nhỉ, Hay. Ghê. một pha bay của bạn Trục Dũng có lẽ là
bạn Chu Dũng muốn áp sát bạn Xuân Hải để hỗ trợ. Khi mà Trung Dũng di chuyển thì chúng ta không thể nghĩ là nhảy vào đột kích được, Đúng rồi, mà luôn luôn sẽ là nhảy vào hỗ trợ cho các em của mình, giống như một anh trai rất bảo là vệ em. bảo vệ. Đó là một cái phong cách của bạn Trung Dũng. Tại vì thường thì bạn Trung Dũng rất ít khi nhảy vào trong lòng địch, mà chỉ là đứng phía sau hỗ trợ cho bạn Sơn Hải, hoặc là bạn ấy sẽ phá map cho bạn Sơn Hải để dễ dàng chiến đấu hơn mà thôi. Mà bây giờ là bạn Trung Dũng đang đứng tăng cho bạn Sơn Hải. Mình có thể thấy điều này không? Tại vì nếu muốn bắn được bạn Sơn Hải thì phải qua bạn Trung Dũng trước. Tuy nhiên thì mấy ở vị gió không quá to thế này, bắn gốc cao thì vẫn có thể tiếp cận được bạn Sơn Hải chứ mà lại không. Tuy nhiên vừa rồi đây là sẽ là một tên ném bét, và nếu mà ném một cái trúng thì thật ra thì trúng rồi. Trời đất chết. Đây mình luận với ai vậy trời? Mình ơi, Thì trúng rồi, tôi nói như trúng rồi đấy thôi. Những pha bắn của Quang Tử Phúc khá là khó chịu, tại vì một viên đạn bắn xuống thì nó sẽ có một hình lưỡi liềm như thế này, một hình vầng trăng như thế này, thì các bạn rất là khó lòng có Cái góc đẹp. một cái góc đẹp để mà bắn. Bây giờ họ nghĩ là điều mà Trung Dũng làm đó chính là phá góc cho Sơn Hải. Vâng, Rồi, rất nó chính chính xác. xác, Phá lại nó lên không ạ? chắc chắn Chắc rồi các bạn, chỉ chờ đợi bao nhiêu thôi. Vâng, phá đài đó lên. Như vậy là tính mạng của các bạn bên tinh tại Trung Quốc sẽ bị đe dọa rất là nhiều lần, tại vì bắn chỉ định từ nãy giờ là Chưa di chuyển, các bạn có để ý là bạn Sơn Hải sẽ boost skill bắn chỉ định trước, sau đó thì mới tìm cho mình một góc thuận lợi, và sau đó mới boost cho mình skill pháo đài. Và bây giờ thì trên người của bạn Sơn Hải trừ những cái chỉ số cơ bản, bên cạnh đó bạn ấy sẽ được cộng 500 tấn công, 500 may mắn, 500 hộ giáp từ đất gà. Wow, tuy nhiên thì bạn ấy sẽ bị trừ 500 hồn thủ. Tuy nhiên 500 hồn thủ cũng không đáng là bao nhiêu so với 300, chắc 500 300, hộ giáp. 500 nha, 300 nhiều lắm. 500. Hôm bữa mình coi đó. Nhiều quá. Thật sự nếu mà so giữa hộ giáp và hồn thủ thì Hồi giá tất nhiên rồi đó. Mọi thứ đều có một cái hay riêng. Tuy nhiên thì về hộ giáp thì sẽ nhỉnh hơn chút xíu vì các bạn sẽ có lực trọng hơn. Vâng, một pha băng không thành công của bạn Trung Dũng, có vẻ là bạn muốn băng vô hiệu hóa là các bạn đang cầm đầu đạn, tức là bạn nữ, các bạn nhân vật nữ. Khổ quá, mà tại nhân vật nữ chi vậy đó. Nhưng mà có vẻ như là tại sao các mấy bạn bên Đài Loan này, Hồng Kông này, Trung Quốc này, bạn không dùng xét, Đúng rồi. bạn không có show xét này, show xét bình luận một thời gian dài chúng ta cũng cảm thấy lèo cả lưỡi. Vâng, ở tình huống này thì có thể là Việt Nam Vừa đang rồi thì Sơn Hải đã boost lên cho mình khi Bulawala, và có nghĩa là bạn ấy sẽ được trừ thêm 155, không ta? 155, giảm thêm 155 sát thương. Rất khủng. Bây giờ thật sự là bạn Sơn Hải đúng là một pháo đài kiên cố, không thể nào chọc thủng vào được. À, Vinh vừa để ý thì hình như là khi mà khi pháo đài vừa được bốc lên thì các bạn đại đại lập tức là đi sát lại với nhau. Trung Quốc, Trung Quốc Trung Quốc đã lập tức đi sát lại với nhau. để có thể hồi cho mình những lượng máu của bé mầm xanh. Vậy trong tình huống này thì Sơn Hải, à Sơn Hải mới đang chào tìm vị trí của họ. Có vẻ Sơn Hải rất là hạn chế, không muốn tấn công vào bạn kia, lại muốn tấn công vào bạn cầm tủ thuốc trước. Vâng, chiêu đậu hạt đậu bay. Vâng, Tất nhiên sẽ hướng về bạn Sơn Hải rồi. có vẻ là muốn hồi Sơn Hải một lượng máu coi như là full cây, nếu mà hình chú Mình có thể thấy bây full cây. giờ thì nhiệm vụ tấn công đã nghiêng về bạn Sơn Hải, và nhiệm vụ phòng thủ đã nghiêng về hoàn toàn nghiêng về bạn Trung Dũng, và liên tục boost những lượng máu hoặc là làm cho đối phương bị mất gốc. Đó là nhiệm vụ của bạn Trung Dũng. Chúng ta có thể thấy thì họ có chiến thuật rất là rõ ràng, và Vâng. đó là cái kinh nghiệm, sự ăn ý của những tuyển thủ mà họ đã đấu với nhau nhiều năm như thế này. Lần này mất 40%. Những con số hôm nay xuất hiện một cách rất là lạ lùng. Mặc dù có khi Bolovara nhưng một cú bắn cộng mòn 40% đã lấy đi gần 3.000 tơ máu. Các bạn có thể thấy Vâng, một cú tử vong. một lượng đam khá khủng đang tích trên người bạn Sơn Hải.
của full bao chưa thấy hiểu gì xảy ra cả, có trúng hay không, nếu trúng thì cũng không click. Vâng, không biết bao à, 2k6 máu các bạn, tổng cộng là 5.400 máu, 5.200 máu, à 5.200 máu. tại vì thỏ không có để ý được con bé nó cắn bao nhiêu nữa, có thể sẽ hơn con số đó. Một cú phun bao rất nó hấp hướng về dẫn ai đây à, tất nhiên sẽ hướng về bạn nhân vật nữ của đối phương rồi, tại vì bạn ấy vâng, rất đáng tiếc. rất tiếc à. Ồ, phí cấp kịp thời, phí cấp kịp rất thời. may mắn 3k9 máu kết hợp với bé đấu sĩ bé gà bắn đi một chút xíu thì còn không biết còn bao nhiêu mất đi, hơn Một cảnh 4k1 máu. chúng chúng đều là 8.000 máu thì có thể là làm cái sự tàn phá khủng khiếp. Chưa tính Rick nha, nếu mà Rick có thể lên đến 5k máu. Ở trong trong cái tình huống này mà bạn bắn thăm dò thì mình thấy nó giống kích bom, bạn bắn thăm dò mà cộng hai là cho mà sinh hải khác gì kích bom. Đúng rồi. Vâng, phá lốc rồi, phá lốc thành công rồi. Bây giờ thì tất cả lượng đam của cả hai bạn Trung Dũng và Sơn Hải không còn hướng đến bạn sử dụng con tủ thuốc nữa, mà các bạn sẽ hướng về bạn nhân vật nữ sử dụng wow lung gạch đến từ đội tuyển Trung Quốc hơn. Nếu mà chiêu này tiếp theo là chiêu mưa thần thì bạn có để full cây, các bạn có thấy không? Đúng, đúng như mình nói, mưa thần không. Nhưng tuy nhiên thì một cái thế ba đứng như thế này thì rất cực kỳ nguy hiểm, và lượng gió bây giờ là ngược so với bạn Sơn Hải, vì vậy bạn ấy rất có thể sử dụng những tên bắn siêu cao. Bạn ấy bắn siêu cao chắc vui phải biết. Chưa có hiểu chạy ra thì chắc là không trúng rồi. Vâng, phá mát ngay trước mặt. Bây giờ bạn Trung Dũng đang tích cho mình một lượng bom khá lớn, không biết bạn ấy có chớp cái thời cơ ngay lúc này hay không, khi đối phương đang đứng dính rất chừng rất là gần nhau, vẫn chưa có hiểu gì xảy có ra. lẽ họ muốn phá mắt ở phía trên hơn. Ồ, chúng không ạ, bạn chúng ở phía dưới. Không biết là có nên khen bạn Sơn hay bạn Trung Dũng hay hay là dở đó thật sự luôn á, tại vì này giống như uyên ghẻ thí tự nhiên đang ôm nhau tự nhiên bắn lại cho bạn nữ rơi phía dưới, Bạn nhân vật nữ nhân vật nào, bạn nhân vật nữ một phú full bao à full đam, tuy nhiên không thì chính xác rồi, vẫn hướng về bạn Sơn Hải, có lẽ là họ vẫn không thèm để ý bạn Trung Dũng. Nhưng mà họ có thể thấy từ khi phá lại được bút đơn thì những cái pha bắn của đội Trung Quốc có còn vội vàng của đội chính xác là được giảm đi có đáng kể không? Dường như là họ đã bị rối trong rối trí rồi. trong những tên bắn của mình và họ hơi vội vàng hấp tấp hơn, có lẽ họ muốn kết thúc Họ đua hơi bạn Sơn Hải. nhưng có vẻ điều đó không sẽ khó mà xảy ra được. Vừa rồi như vậy vừa một pha tự đam vào đầu của bạn nhân vật nữ. Không, một pha tự kích bao duyên dáng của bạn nè. Maybe. Cứ gọi là vậy đi, cho người ta đừng có buồn. Để người ta đừng có buồn. À, bạn nữ cầm đu gà. Thế mà hay nữa. Tự cầm đu đạn chứ. Thế thì... Nhưng mà bây giờ bạn ấy mà đứng từ góc dưới mà xỉa lên thì nói chung là pháo đài bây giờ đã xong rồi, Trung Dũng lúc đó bây giờ cũng đã xong rồi, không bắn Trung Dũng nó còn sai hơn, bắn Trung Dũng rời ra thì nghe ra còn cái gì đó. Bây giờ là Vinh đang bình luận hay là Vinh đang xỉa sói đội tuyển bên kia? Mình đâu có xỉa sói Vâng, đâu. kêu đạn dí ạ. Vâng. Bắn hài mà không trúng tức quá dí chơi. Nhưng mà thôi kiểu gì. Vâng, 6.000 máu. 6k2 máu, các bạn có thể thấy lợi thế của bét gà không ạ? Thật sự thì các bạn nếu như các bạn có để ý thì skill đạn dí, tức là skill ném bét của tất cả các loại bét cơ bản, đó chính là đạn dí hơi gọi là hơi hơi bị kỳ thị một xíu, đó là sẽ bị mất đi một lượng đam, tại vì nó có một cái khả năng đó là dẫn đường. Tuy nhiên vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là một pha rít lên đến 6k2 máu hơn cả bét đấu sĩ khi ném ra, có nghĩa là gì? Có nghĩa là hiện tại trên gọi là trên cơ thể của bạn Sơn Hải đang cực Trời ơi. kỳ Sơn Hải nghe cái lời này. không sao, chắc bạn ấy không nghe đâu, tại vì bạn nghe xong bạn ấy nổi da gà, bạn không còn bắn được nữa. Thôi tốt nhất bạn đừng nghe, bạn có về bạn nghe xong nói chung là bạn mình cũng thấy nổi da gà khi mà nghe. Một pha cộng 2 có lẽ là phá mắt ở phía trên của bạn Trung Dũng. Phá mát mà cũng gây sát thương đối phương nếu cần thiết. Có vẻ họ lần này họ không dùng xuyên giáp nữa. Trung Dũng đang dùng đó là chiêu hàng băng. Hàng băng có nhiều cái loại, tức là vừa băng đối phương lại mà vừa có thể Nhất chơi là thêm. những pha 1-2. Đúng rồi. Các bạn tuyển thủ Trung Quốc dường như các bạn đã bị rối trí. Dường như các bạn ấy đang rất là hào phóng, tức là như máu, chích tí máu ra.
Một ba cầu bay thông thường cũng rất của bạn Trung Dũng mất đi hơn 2 ca máu. Bây giờ đến đội tuyển Việt Nam chúng ta hào phóng. Vâng, một pha cộng 1,15%. Hiểu thì chắc chắn sẽ không xảy ra, nhưng mà đánh vào ai đây? Sơn Hải. Chắc chắn đúng rồi. Rồi. Vâng. Cũng khá là thấm đấy các bạn. Cũng khá là thấm. Nhưng mà sự hỗ trợ từ bên tủ thuốc có vẻ là hơi ít. Nếu như tủ thuốc tiếp tục bao thì nó sẽ là một điều gì đó khác biệt. Mà nếu mà không đánh được thì... Vâng, bảy vẫn tìm được góc bắn cho mình. Vâng, vẫn chính xác các bạn. Một chút xíu đúng thôi, rồi. Nhích một chút xíu thôi các bạn. Bây giờ thì thật sự hai bạn ấy đang không biết là lùi về phòng thủ hay tấn công nữa, tại vì bạn ấy đang có một vị trí ở phía trên thì có rất là nhiều chướng ngại vật, còn ở phía dưới thì map màn hình của chúng ta cũng còn khá là dày, cho nên là vừa đào cũng vừa kết hợp với đam thì đều chuẩn xác. Vâng, mà chiêu băng và băng pha băng vô hiệu hóa, tạm thời vô hiệu hóa bạn là Sơn Hải. Sơn Hải bị bạn thấy đã nhắm được vị trí của bạn nhưng sử một dụng lần luôn gạch rồi. Năm nay thì như năm vừa rồi chúng ta có một vô cùng khó hiểu đó bạn. Vừa một, rồi thì một bên băng cho một bên phá. Có lẽ là họ vẫn chưa hiểu nhau lắm. Nghĩa là một bạn sử dụng nhân vật nam đến từ đội tuyển Trung Quốc thì lại băng Hoàng Sơn Hải lại để nhằm vô hiệu hóa bạn ấy. Nhưng tuy nhiên thì sau khi mà bị được băng rồi, được băng và chuyển sang Trung Quốc, đóng gói chuyển sang Trung Quốc rồi thì bạn Trung Quốc lại tháo ra và gửi lại về gửi lại ngược về Việt Nam. Thôi mày về đi, tôi nuôi mày không nổi. Vâng, tuy nó thế thôi nhưng mà lượng máu của Trung Quốc đã hồi lại full cây rồi. Vâng, có thể là họ đã thấy được mối hiểm họa từ bét gà nên họ đã thể hiện một được pha bắn khá vội vàng của bạn Xuân Hải. Vừa rồi thật sự là bạn ấy đã bị khá là nhiều lực, dư khá là nhiều lực. Tiếp tục là những lượt đam rót vào bạn Sơn Hải. Dường như họ thấy là việc bạn Trung Dũng phòng thủ cho bạn Sơn Hải thì cũng không hay lắm, tại vì như vậy thì chúng ta chỉ là 2-1 mà thôi. Sau khi một cái phần bối rối của hai bạn đến từ đội tuyển Trung Quốc thì họ dường như họ đã lấy lại tinh thần và họ đã có những lượt đam khá là chuẩn xác. Có vẻ như cái họ cần ở đây tức là họ cần họ kéo dài thời gian, họ đã thành công trong việc kéo dài thời gian. Vâng, tiếp tục là động bay, tiếp tục phòng thủ cho bạn Sơn Hải. Vâng, vì phòng thủ này thì cũng khá là dễ chịu chứ, vậy là ok lại full cây đó chơi tiếp chưa. Rất tiếc à, và vừa rồi của bạn Trung Dũng dường như đã khiến cho cái việc hồi máu được bị chia đôi. Mà bạn Trung Dũng đang đầy cây nên 2.000 máu hồi cho bạn ấy thì cũng hơi bất ích. Thôi nhưng không sao. Phấn cho mình. Cái tổng nghĩ bây giờ bạn Trung Dũng nên tìm cho mình một góc hơi thấp và nên đội hình những cái địa hình ở phía trên bạn Trung Dũng nên dễ dọn hết đi để cho bạn Sơn Hải có thể dễ dàng nam được. Chứ bây giờ thật sự là bạn Sơn Hải với một cái sử dụng wall lưu gạch như thế này thì bạn ấy không thể nào phá hết những lượng mát phía trên được. Để mà phá hết đường máu phía trên thì bạn Sơn Hải cũng đã mất hết một lượng máu rất là nhiều. Và trong khi đó đội tuyển của Trung Quốc thì họ đã có những góc bắn thuận lợi về đội tuyển Việt Nam của mình rồi. Không biết bạn Trung Dũng sẽ xử trí như thế nào đây khi bạn Sơn Hải chỉ còn nửa cây máu mà thôi, ít hơn nửa cây máu đó các bạn. Vâng. Vừa rồi Trung Dũng bê đúng không ạ? Có vẻ như vậy. Vâng, và đây là một cú bao tiếp tục là còn 1,15%. Nếu mà dính thì rất là đau. Vâng, rất là đau thưa các bạn. Hiện tại bây giờ lượng máu của bạn Sơn Hải chỉ còn chỉ rất là ít, chắc là 1/5 hay 1/6 gì đó mà thôi. Vâng, vì trong tình thế này Trung Dũng sẽ làm gì đây? Họ nghĩ là Trung Dũng nên phá những cái mắt ở phía trên đi. Hàng băng. Ôi, đáng tiếc, rất đáng tiếc. Bây giờ thì được ăn cả ngã về không, liệu Sơn Hải muốn bao, Sơn Hải muốn thật sự rất là khó bao. Bao chính mình lại để mất đi một đường đam của đối phương. Có thể là đang chờ đợi hồi máu từ giống như nhận định vừa rồi của Thỏ thì
một người tấn công còn một người thì thiên về phòng thủ, mà người đó cũng không sự gì, không đam, cũng không làm gì cả thì cũng rất là nguy hiểm. Tại vì Vâng, rất may mắn. Tại cú này mà dính thì sẽ gây rất là nhiều khó khăn cho bạn. cú này mà dính thì bạn ấy sẽ bạn Xuân Hải sẽ hứng chịu thêm một lượt full bowl của các bạn tuyển thủ đến từ Trung Quốc. Vâng, một pha cộng 2 lúc tạm 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 máu thì vâng. vẫn tiếp tục miết là các bạn. Vâng, phải nói là rất may mắn các bạn. Nhưng mà rất là nguy hiểm. Cái tên tiếp theo lại là một tia cộng khoảng 50% từ bạn đối thủ Trung Quốc. Và pha này khả năng rất cao là sẽ dính. Vâng, chính xác rồi. Vâng, kết thúc luôn bạn Sơn Hải. Bây giờ sao? Bây giờ tình thế của chúng ta là hai đấu một, đối thủ tuyển thủ Trung Quốc đang hoàn toàn phun máu, trong khi đó bạn Trung Quốc chọn đứng một mình. Có vẻ như là cái chiến thuật cát gà bị bẻ gãy trong trường hợp này rồi. Tôi bây giờ thỏa đoán được là bạn Trung Dũng đã bay đến một vị trí khá là đắt của map bản đồ này, đó chính là vị trí cao nhất của map bản đồ ở mép bên tay phải của màn hình của chúng ta. Và việc mày nữ di chuyển cũng rất là dễ hiểu, tại vì đứng từ trên mà rót đang xuống thì đào xuống thôi. Và chính xác là bạn Sơn Hải, bạn Trung Dũng đã đứng ở phía trên. Bạn không biết là bạn ấy sẽ xử trí như thế nào. Và bây giờ nhiệm vụ của bạn Sơn Hải sau khi chết có nghĩa là bạn ấy sẽ Tiếp tục nhập tinh linh nhập tinh linh. thêm một lần nữa, thêm một ván nữa. Ủa bác nãy nhập tinh linh hả? Bạn phải nhập tinh linh đó, cái bước suy nhất mọi giá thành công đó. À trận trước đó, đó hả? Ừ, trước đó. Tôi sẽ chỉ nhớ mà quên thế nhỉ. Lúc đó đang ngủ mà nhớ cái gì? Vừa rồi là một pha bay của bạn nhân vật nam đến từ đội tuyển Trung Quốc, bãi bay đến một vị trí kinh khủng nhất của mắt màn hình, đó Vị trí chính thấp là nhất. giữa mắt màn hình và thấp nhất của mắt màn hình ạ. Cái vị trí mà bay cũng rất khó bay chứng được, nhưng mà em đã bay. Không hiểu sao bay hay ghê luôn. Bay giỏi ghê. Lần này muốn bay lên cũng là một cái chuyện mà khó khăn, tại vì gió giờ là gió ngược. Ừ, ước gì bay chọc mắt nó chết luôn. Thôi chúng ta phải không đi hiểu rửa bạn tình nhà nhau đi. Không, tôi thấy là nhẩm để bước đến những trận chung kết, những trận bán kết và thi đấu để thế giới như thế này thì các bạn phải nói là có một kỹ thuật bắn rất là siêu, và nếu như mà họ có bị bối rối trong những trận đấu như thế này thì chỉ là do áp lực trong những trận thi đấu mà thôi. Còn mà tính ra thì nếu mà trận này Việt Nam mà thua đó, thì ít ra còn hai trận nữa. Tại sao? À, thua thì còn một Phải trận có phục nữa. thù chứ. Các bạn sẽ rất muốn phục thù, nhưng mà bên đây rằng là các bạn hãy vô game coi. Từ sáng rồi, Chắc hay. 7 giờ sáng. Anh Hiệp cho xin cái code chút đi cái đã. Các bạn đừng quên nào là code của đang được phát ở bên phía bên cạnh, mà mình đang nhờ thỏ nên nghe. Vâng, trận đấu đến bây giờ vẫn còn, những lượt code vẫn còn đang phát. Và chúng tôi cũng đang rất muốn kết thúc kỳ thi ngày hôm nay bằng chiến thắng của đội Việt Nam. Nên hy vọng Việt Nam những chiến thắng thật thuyết phục, hãy mang suy giác vào đi. Bây giờ vậy thôi, bên rồi. Ừ, quay xin nhắc lại đến các Sao bạn. không trả lời nữa chị? Sau khi kết thúc xong họ đi về mà. Biết đâu bất ngờ. Đi đâu bất ngờ. Chỉ có để sẵn. Chút đi. Anh Hiểu có không đâu. Hiện tại bây giờ trên màn hình của chúng ta thì bạn Trung Dũng chỉ còn Biết chân bị phần mất mà. đi bị mất đi một khúc máu, và còn hai bạn đến từ đội tuyển Trung Quốc thì vẫn còn full cây máu. Họ đang bầu khí thế. Không biết là bạn Trung Dũng có đặt ngược thế cờ giống như những trận đấu trước hay không. Nhưng lần này nó khác biệt là còn tới hai người, là hai người đang đầy cái máu chứ không phải là một người đang đầy cái máu. Biết đâu lại full bao, sau đó lại có một cái xuyên giáp, một bạn chết, sau đó bạn Trung Dũng lại trốn, sau đó bạn lấy hồi máu, sau đó lại lĩnh một xuyên giáp, sau đó chết. Nếu vậy thì nó nghĩ rằng cái dài gần cả tiếng. Tại vì các bạn phải biết là thời gian để giặt được 99 999 tinh linh không phải là dễ. Cái vấn đề thời
thời gian nó không phải là thời gian, mà cái vấn đề đó là tinh linh trên bảng hoàn thành là bao nhiêu. Thì chúng ta quyền thắc mắc. Uh-huh. Không biết đâu bất ngờ bắn lây lượng với hộp này được xuyên giáp với đùa, nhưng mà bút đấy không mạnh. Thực sự trong trường hợp vừa rồi thì Sơn Hải không thể di chuyển được, bút được pháo đài nhưng không thể di chuyển được, trong khi đó đội Trung Quốc đã xác thấy được cái hiện ngoại đó nên đã có hình nấp đi, nấp đi và họ chọn được những pha chọc khé rất là hiểm và phá mát nó tiếp cận được. Thấy chưa, nếu mà ngay ban đầu thì bạn Trung Dũng, một là bạn phá mát ở phía trên để cho bạn Sơn Hải có một cái tầm bắn thoáng hơn, thì chúng ta có lẽ là thế trận chúng ta đã khác rồi. Và ở đây thì có thể là do Trung Dũng hơi thiếu phán đoán một tí. Tiếp tục, các bạn đội tuyển đến từ Trung Quốc rót những lượt đam xuống bàn Trung Dũng. Nhưng mà trong cái tình thế này mình thấy là Trung Dũng đang ngày càng bất lợi hơn, chứ chưa thấy được một cái hướng nào sáng sủa vào đấy. Bạn nấp cũng có vẻ không nấp được. Thế các bạn đội tuyển Trung Quốc 2 đang phải thi đấu rất là chặt chẽ, đặc biệt đội hình họ đi đấu rất còn phải gọi là rất cẩn trọng. Đội hình có thể liên tục di chuyển nhưng mà di chuyển cùng với nhau. Như vậy là gây sát, cái việc mà Trung Dũng có khả năng gây sát thương được lên trong hai người ở một cái mức nguy hiểm thì rất là khó, trừ phi xuyên giáp, nhưng mà xuyên giáp thì lực đam hay là lực đam của Trung Dũng tiếp tục là những pha bắn chuẩn xác của bạn đến từ Trung Quốc. Mình có thể thấy thì sau khi mà họ bối rối trong lúc vào Sơn Hải bút pháo đài thì sau đó họ đã lấy lại tinh thần, và bây giờ thật sự những lực đam của họ rót ra hoàn toàn chuẩn xác. Có vẻ một phần là họ có tự tin, họ rất là tự tin rồi. Vâng, và e là trận đấu này là kết thúc ở một cái kết quả chúng ta không mong đợi chứ. Không thể đọc được thế cờ trong cái trận đấu này nữa rồi. Vâng, bước khi Molovala trở về vì Molovala thì bị bất nó nhân lên cho 1.000 máu thì bất tại thế này. Và khi mà nằm ở một vị trí khó như thế này thì cũng không thể nào boost lên hạt đầu bay. Vâng, xuyên giáp. Xuyên giáp nó xảy ra nhưng mà của đội bạn chứ không đội chúng ta các bạn. Vâng, dính một cú là bay luôn. Bụp. Không nghĩ hai cú lắm. Kết thúc trận đấu của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, trận đấu đầu tiên ở bán kết của Việt Nam 1 của Sơn Hải và Trung Dũng kết thúc, và chúng ta đang tạm biệt trước bởi một trận. Và các bạn hãy chờ đợi trong giây lát. Muốn bình luận được không? Có thể mình sẽ bình luận. Các bạn hãy đợi một tí để mình Vinh đi thực hiện đi. Kẹo nó dính vào răng và hai răng dính vào nhau rồi. Cái gì mà trời đùa à? À, số này nhầm rưỡng nhầm rồi. Cái máy này nó bị đảo, bên quên mất, nó bị đảo phím. Các bạn chịu khó tí nha, mình sắp xong rồi. Yeah, nhận được rồi, thật là sung sướng. Rồi, bữa nay anh em ăn xin được. Ôi! Xin lỗi các bạn, bận một tí xíu thì MC Thở do lời biến đã không bình luận, thì bây giờ MC Vinh xin bình luận tiếp theo. Tức là bây giờ chúng ta đang bước vào trận thi đấu thứ hai. Như vậy, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc, cặp đôi Sơn Hải và Trung Dũng đã có trận thất thủ đầu tiên trong suốt từ giữa tháng 6 đến bây giờ. Có trận thất thủ đầu tiên do chiến thuật không hợp lý của bạn Trung Dũng, do có bạn một số cái sự gọi là hơi chủ quan của bạn ấy nên để dẫn đến pháo đài bị công phá, và bị pháo đài công phá thì hoàn toàn dẫn đến cái việc thất bại của đội tuyển Việt Nam. Một pha ném bét của bạn nhân vật nữ đến từ đội tuyển Trung Quốc ạ. Vâng,
vừa mới ném bét một phát thì bạn Sơn Hải chỉ còn có khoảng nửa cây máu. Anh đang ra ngoài đấy. Sợ không? Chưa sợ. Ai ra ngoài luôn rồi. Vâng, và rất là nguy hiểm tại bạn Sơn Hải chỉ vừa mới vào trận đấu thôi và bạn ấy liên tục lãnh những cú đam về phía bạn đấy và bạn ấy chỉ còn nửa cây máu. Tiếp tục là những pha cộng một trên là 50%. Có vẻ như là họ đã nhận điểm, thấy được điểm yếu của đội tuyển Việt Nam đó là trong những thời điểm ban đầu khi mà chưa tìm được vị trí phù hợp cho bét gà bút phát triển skill pháo đài. Vô trong luôn đi. Đi rồi, đẩy ghế ra vô đi. Rồi bây giờ con nhỏ mét ghê. Mỏng gì mỏng. Vâng, trong tình thế này Việt Nam khá đang bị ép tại vì vừa mới vô trận họ đã đánh đam liên tục, có lẽ họ rất là tự tin rồi chính xác của mình. Tiếp tục là những một đòn chí mạng nhắm vào Sơn Hải, rất nguy hiểm ở Việt Nam. Vừa mới vào thôi các bạn, vừa mới vào thôi. Vâng rồi các bạn, thật sự thì bây giờ những cái tên chỉ đứng tính trên đầu ngón tay thôi thì bạn Sơn Hải đã. Ủa nhưng mà tại sao vừa mới vào mà lại bị mất tên liên tục như thế này? Vâng. Bình thường như bất ngờ vậy. Không hiểu là tại sao vừa mới vào bên mình lại bị mất tên liên tục như vậy. Và bây giờ bạn kết quả là bạn Sơn Hải lại bị tiêu diệt rồi. Nói tôi sao tôi biết, trời đất ơi. Ngồi nguyên khúc đầu đó má. Vâng, tại sao? Thật sự là ngay từ khúc đầu thì các bạn đến từ đội tuyển Trung Quốc đã ném bét vào bạn Sơn Hải rồi. Và sau đó thì bạn Sơn Hải liên tục ẩn nấp, trong khi đó bạn Trung Dũng chỉ là những pha đam chay bình thường. Không đâu, dễ thưởng nhiều tiền vậy mà. Không khó mà nói, nhưng mà có thể rằng là chiến thuật của Việt Nam đã bị bẻ gãy một cách hoàn toàn rồi thưa các bạn. Tại vì điểm yếu của Việt Nam đúng là nếu mà ông vào đội trận mà bị tấn công liên tục, đặc biệt tấn công liên tục vào Sơn Hải thì Việt Nam sẽ rất là bối rối. Và trong tình huống như thế này có một cái phép màu nào có thể xảy ra cho đội tuyển Việt Nam hay không? Không. Tại vì là ở đây họ bắn rất là chắc, họ không có cái máu nào mà họ muốn tiếp tục bút đam. Mà cái này mà trong game mình hay gọi là bắn YouTube ấy. Thật sự mà nói thì các bạn đội tuyển Trung Quốc họ bắn chuẩn là cái điều mà đã được nhận định từ nhiều năm trước rồi. Tuy nhiên mà những năm trước họ kém may mắn hơn đội tuyển Việt Nam chúng ta thôi, chứ không phải là họ không hay. Và ngay bây giờ thì khi mà các bạn bạn Vinh có thể thấy thì sau khi thất thủ trận đầu tiên thì ngay những tên đầu tiên bạn Trung Dũng không dám đam. Mặc dù đây là một mắt rất là quen thuộc, ngay đầu tiên thì họ đã nói đây là một mắt cực kỳ quen thuộc. Vậy mà bạn Trung Dũng và bạn Sơn Hải cũng không dám rót ra một lượng đam nào hết, mà họ chỉ lui về phòng thủ mà thôi. Họ luôn luôn tìm cho mình một vị trí, họ vào tới vào lui. Thì chính những cái pha di chuyển như vậy thì chính đã làm cho họ bị mất tên. Và sau đó thì họ bị tấn công liên tục. Thì một người thì cứ lo lanh hoay tìm cho mình một vị trí thuận lợi để đam đối phương, còn một người thì đứng ở đó và cứ đam thôi. Thì bên nghĩ thì bên nào sẽ chiếm lợi thế hơn? Và trong khi đó mới vừa vào trận đấu ở tên thứ ba thôi, có nghĩa là bét đấu sĩ vừa đủ 30 điểm ma pháp thì bét đấu sĩ đã ném bét và mất đi 5 ca máu của bạn Sơn Hải rồi. Và trong mắt thi đấu của chúng ta thì tất cả các tuyển thủ chúng ta chỉ có 20 ca máu cơ bản mà thôi. Thì như vậy, và trong khi đó thì bét mầm xanh dù là bây giờ bút lên 800 máu cũng không thể nào chịu nổi những pha tấn công liên tục của hai bạn đến từ đội tuyển Trung Quốc. Đặc biệt hơn là mình nghĩ rằng là lúc này có thể là cặp đôi Sơn Hải Thiều Dũng đang hối tiếc vì cái việc là họ không nhận ra được ngay là cái bét gà đã hoàn toàn bị hủy hóa rồi. Chính xác hơn là Trung Quốc là cái đội tuyển đầu tiên mang đến cái suy nghĩ rằng sự bét gà họ đã bị thất bại ở năm 2013 và bây giờ họ comeback không thấy một team nào sự bét gà nữa. Nó có vẻ là họ đã học được một bài. Và là họ sử dụng bét kiến chứ không sử dụng bét gà. Đúng rồi. Và trong khi đó bét gà thật sự là cũng khá là ưu việt trong việc kết hợp tổ đội như thế này, nhưng mà nó chỉ ưu việt khi mà trận đấu của chúng ta đã gần ngã ngũ hơn là những trận đấu khi mà mới vào thì đã bị đam tơi bời như thế này. Thật ra trong mắt này nếu bước lên được bét gà như báo đài thì trận đấu hoàn toàn có thể là Việt Nam có thể làm chủ trận đấu. Thật sự thì năm đó là
Theo thỏi nhớ thì năm 2013 thì các bạn tuyển thủ đến từ Trung Quốc cũng sử dụng bát gà và cũng ngay map thành phố mất tích này, và họ cũng đã bị thất thủ bởi đội tuyển Việt Nam sử dụng bát mầm xanh và đấu sĩ. Tuy nhiên thì năm nay thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng thất thủ đội tuyển Trung Quốc, cũng vì bát gà, cũng lý do là bát gà cũng trong map này luôn. Vâng, vậy bây giờ bạn nói là Trung Quốc rất tự tin thể sự bắn chính xác của mình không thể là không kém tôi tí nào, thậm chí là nãy bạn Sơn Hải đã tàn hình à, bạn Trung tàn hình bay đi bạn đang vẫn bắn thì đúng rồi. Thật nghĩ thì tại vì cái nơi vị trí đó cũng rất là dễ đúng hiểu rồi, đó là cái vị trí ban đầu và những vị trí ban đầu mà. Đúng rồi, và khi mà các bạn phải để ý là một là các bạn bay sát vào mép màn hình các bạn sẽ không bị đối vị trí, hai là các bạn ở một tầm góc thấp. Cho nên là nếu như mà các bạn bay ở một vị trí mà màn hình vẫn còn đo được thì vị trí của các bạn rất là dễ dàng được đoán ra. Có lẽ đây là một trong những lượt tên cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay thôi. Họ không hy vọng lắm nhưng đó là tất yếu rồi. Bạn Trung Dũng chúng ta đang đào đường hầm chăng? Tuy nhiên là... Vâng, tiếp tục là một pha cộng 1, 50% và full và bao luôn các bạn. Rất tự tin của bạn tuyển thủ đến từ Trung Quốc ạ. Vinh có để ý không ạ? Thỏ nói là như ban đầu Thỏ nói thì sử dụng vũ khí vô tủ thuốc sẽ cướp đi tên rất là nhiều. Và đấy là đó cũng là chính là câu hỏi tại sao ngay từ đầu tên thì ở Trung Dũng và Sơn Hải họ mất khá là nhiều tên. Có may mắn nào Sơn Hải Trung Dũng đang đợi họ chưa xuống lỗ đó rồi chết được. Thôi mình quên đi nha. Quên đi. Thôi quên đi. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Tiếp tục là một pha 1-2 để tiếp cận bạn Trung Dũng. Các bạn có thể để ý thấy những pha đào của Quang Tử Thuốc thì có tầm bắn khá là sâu. Và nếu như mà là một lượng đam là một lượt đào mà xung quanh vẫn còn nguyên đất thì đó là một cái hố sâu vừa hẹp mà lại vừa khó chịu cho các bạn, với các bạn không còn góc để các bạn bay lên và các bạn phải bay một phải chỉ có thể bay gần đó thôi chứ không thể nào bay xa hơn được như wow lựu đạn được. Vâng, rất đáng tiếc một cái chiến thuật muốn đánh rơi đánh thấp bạn đối phương xuống nhưng mà không thành công. Ngay giống này Sơn Hải lại muốn băng, có lẽ là mong đợi Trung Dũng họ có thể là một pha băng miết luôn các bạn. Có lẽ Trung Dũng đang bị áp lực tâm lý rất là lớn rồi. Vâng, năm nay thì Xuyên Giác hình như không lên ngôi mà lên ngôi lại là dường như là họ phải thấy là hình như là các bạn không sử dụng Xuyên Giác trong bóng Xuyên Giác, hay là năm nay lại cấm Xuyên Giác nha. Mình cũng không rõ nhưng mà hầu như không có Xuyên Giác mà xuyên đúng rồi, không có trong bóng Xuyên Giác các bạn. Vâng, kết thúc luôn trận đấu của chúng ta ngày hôm nay giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc. Rất buồn khi thi đấu tờ đội đã không. Vâng, rất tiếc vẫn tham bình luận viên của chúng tôi vẫn chưa hết sự bàng hoàng, phải gọi là chưa hết được cái sự bàng hoàng khi mà em chị Thỏ đã nằm ra bàn thì cái sự buồn bã đó của mình, không biết là vì buồn hay vì mệt. Buồn, trời ơi, nghĩ sao mà mệt được nữa. Cặp đôi Sơn Hải và Trung Dũng thật là quá đáng tiếc cho họ, nhưng mà có thể là họ đáng ra bên nghĩ là ngay từ đầu ấy, có khi mà họ đã thấy rằng là cái bát gà không hiệu quả như vậy rồi thì họ nên đổi lại hàng đối sĩ hồi xưa. Không, thật sự là họ thấy bát gà cũng rất là hiệu quả, tuy nhiên thì họ không phân bố được. Thật sự là ngay từ đầu họ cũng đã nói là các đội tuyển trên toàn thế giới họ không giống như cái đội tuyển ở trong Việt Nam của chúng ta. Tại vì thật sự Sơn Hải và Trung Dũng cũng giống như là một cây cổ thụ ở Việt Nam chúng ta rồi. Khi mà các bạn tuyển thủ khác, các bạn muốn đánh các bạn Trung Dũng và Sơn Hải thì hầu như là tâm lý lo sợ của bạn khá là nhiều. Vì vậy cho nên là các bạn Sơn Hải và Trung Dũng thi đấu khá là bình thản, khá là chơi chơi đi. Cho nên là chiến thuật họ không còn linh hoạt giống như lúc trước nữa. Và mình có để thấy ngay trận thi đấu đầu tiên chúng ta là ở mắt rừng hoàng hôn thì bạn Trung Dũng hoàn toàn bị động,
thay vì bạn ấy đúng là bạn ấy đang phòng thủ cho bạn Sơn Hải để có thể tấn công đối phương, tuy nhiên thì bạn ấy vẫn có thể phá đi lớp mắt đất phía trên để giúp cho bạn Sơn Hải có thể tiếp cận được đối phương hơn. Tuy nhiên bạn ấy vẫn không làm gì hết mà bạn ấy bê bỏ đi rất là nhiều tên, và đó chính là cơ hội để cho đối phương hồi lại máu và cơ hội để cho đối phương tìm ra góc của chúng ta bắn bắn liên tục bạn Sơn Hải. Thì có thể để ý trong vòng gần 30 phút thì đã hết hơn 15 phút là bạn Sơn Hải đã bị tấn công rồi, và trong còn 15 phút còn lại đó chính là chúng ta đã công được đối phương và đối phương tìm nó ẩn nấp mà thôi. Thì thật sự đây là một điều rất là đáng tiếc, là họ rất là tiếc trong trận đấu này. Trận đấu thứ hai thì thật sự họ không nói, tại vì như các bạn biết thì vô tụ thuốc cướp tên của Walu gạch và lựu đạn khá là nhiều, mà trong khi đó thì cả hai tuyển thủ đến từ Trung Quốc họ đã có một cái sự ăn ý với nhau, đó chính là ngay những tên đầu tiên họ chỉ tập trung đam bạn Sơn Hải mà thôi. Trong khi đó Sơn Hải đang sử dụng Walu gạch và họ Sơn Hải có một lượng phòng thủ ít hơn, và Sơn Hải phải tìm cho mình một nơi ẩn náu, tìm cho mình một nơi vị trí thích hợp để có thể bút lên skill pháo đài. Thì Trung Dũng lại bắn chay thông thường, bắn mít hoặc là bê bỏ. Thì như vậy chẳng khác nào là tiếp tay cho đối phương để... Đúng rồi, hoàn toàn là 2-1 trong cái tình huống đó. Cả hai trận đều là 2-1 cả. Thật sự là Trung Dũng giống như chỉ hỗ trợ là bơm máu cho một phần nào đó thôi, chứ thật sự là không phát huy tác dụng cho... Cứ quá tự tin, quá tự tin. Các bạn hơi quá tự tin vào cái việc sức mạnh của bé gà. Bé gà đúng là rất mạnh nhưng mà đứng một mình, một cây. Và các bạn nên nhớ là trong những trận đấu tổ đội như thế này, tinh thần đoàn kết thì khá là cao và các bạn phải hỗ trợ chung với nhau nữa. Thật sự đây là một đây là hai trận đấu rất là buồn và rất là đáng tiếc của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Chúng ta chỉ còn hy vọng vào bạn Ngọc Minh, bạn ấy sẽ ngày mai thì chúng ta sẽ có một vào trận chung kết giữa bạn Ngọc Minh và một bạn đội tuyển đến từ Trung Quốc, đúng không? Và bạn Trung Dũng sẽ tranh 3-4 với một bạn đến từ Hồng Kông. Và chiều ngày mai thì cũng sẽ trận đấu chung kết giữa hai tuyển thủ đến từ Trung Quốc và tranh 3-4 giữa hai đội tuyển Việt Nam.